Ngày 9 tháng 1, đoàn đại biểu tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khăn Phiêu Vông Xạ Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hùa Phan làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết tỉnh Hòa Bình. Tiếp đón đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn đến thăm chúc Tết tỉnh Hòa Bình, trao đổi thông tin với tỉnh Hùa Phan, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2019, dưới sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Hòa Bình đã giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin về thỏa thuận hợp tác dự án đầu tư giữa hai tỉnh, trong đó có dự án khôi phục tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Lào, dự án xây dựng trường trung học phổ thông huyện Hùa Mường đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn được tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, chúc các đồng chí trong đoàn hạnh phúc, tỉnh Hòa Phan có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Hòa Bình, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Hòa Phan gửi lời chúc tỉnh Hòa Bình nhân dịp Xuân canh tí năm 2020 đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Hùa Phan nhấn mạnh đến tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Lào Việt Nam cùng nhau vun đắp tình đoàn kết gắn bó lâu dài giữa hai bên và hy vọng năm 2020, tỉnh Hòa Bình tiếp tục giành thắng lợi trong phát triển kinh tế xã hội và cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Hòa Bình đối với tỉnh Hùa Phan trong thời gian vừa qua. Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Hùa Phan đã đến thăm và chúc Tết cán bộ công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.